Xin chào các em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời bài số 1 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 62 trong cái bài ôn tập câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1 cơ học. Chúng ta cùng đi trả lời bài 1 nào. Bài 1 đề bài yêu cầu như sau này: chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ. Để trả lời được câu hỏi này thì các em cùng dở lại cho cô bài số 1. Bài 1, bài đầu tiên chúng ta được học đấy. Bài 1 là bài chuyển động cơ học, và các em cùng sửa lại cho cô phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 7. Ở đây thể hiện ngay khái niệm chuyển động cơ học là gì, đúng không? Sự thay đổi của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. Vậy chúng ta đã trả lời được ý thứ nhất của câu 1, chúng ta trả lời luôn nhá. Người ta hỏi chúng ta là chuyển động cơ học là gì? Vậy chúng ta sẽ trả lời đó là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian. Các em lưu ý cho cô cái từ vị trí này, chúng ta chỉ được sử dụng từ vị trí và chúng ta không được sử dụng từ khoảng cách nhé. Theo thời gian này, so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. Và còn họ còn yêu cầu chúng ta lấy hai ví dụ, đúng không? Lấy hai ví dụ về chuyển động cơ học. Chúng ta có thể lấy rất nhiều ví dụ, vô vàn ví dụ về cái sự chuyển động cơ học này. Bây giờ thì cô có thể lấy cho các em hai ví dụ thực tế nhất, đúng không? Đó là các em thấy ô tô chuyển động so với cây ở bên đường. Đó là ví dụ cô lấy. Khi các em thấy cái ô tô này đang chạy, đúng không? Vậy thì cái cây ở bên đường, cái cây đang đứng ở bên đường, đúng không? Chúng ta thấy vị trí của ô tô với vị trí của cái cây này làm sao? Có thay đổi không? Có thay đổi. Vậy thì chứng tỏ rằng cái ô tô này đang chuyển động so với cây ở bên đường. Vậy chúng ta lấy ví dụ thứ nhất. Đó là ô tô chuyển động. Đây là một ví dụ về chuyển động cơ học. So với cây ở bên đường. Ví dụ thứ hai, đó là các em thấy quả táo rơi từ trên cây xuống, đúng không? Rơi từ trên cành cây vậy xuống, vậy thì cái vị trí của quả táo nó rơi mà, rơi dần mà, nên là vị trí của nó có cách xa dần cành cây mà ban đầu nó đang bám không nhỉ? Có. Vậy thì cái ví dụ quả táo rơi từ trên cành cây xuống cũng là một ví dụ về chuyển động cơ học. Quả táo rơi từ trên cây xuống. Chúng ta vừa trả lời xong bài số 1 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 62.